Đây này, đấy. Có gì đâu. Để lấy tí quả không thôi thì nó như là đầu bù tóc rối thế này thì chẳng cần phải quả nữa. Lúc khác sẽ cho nó quả sau. Cây này bây giờ có nhấc lên đập đầu voi, voi chết mà coi là đá nó cũng chẳng long đâu nhá. Đây là tôi xén qua cho nó gọn này, đỡ vướng mắt các bạn này. Để tôi đi vào từng chi tiết này. Làm nó phải nhanh chóng chính xác như vậy, người xem người ta chẳng có thời gian đâu. Nhiều bác lại cứ vừa xem lại vừa ngửa mặt lên xong rồi là giỏ thuốc nó mắt. Giờ hơi lắm cơ, tôi đang đau mắt lắm ấy này. Đấy, cây này là cây đang ra quả đấy. Bây giờ tôi chỉ cần cho thêm một tí NPK và có tí kali nữa thôi là tháng sau là quả là bằng những hòn bi ve luôn. Trong vòng một tháng nữa hòn ve, mà cái giống này lâu lắm. Các bạn chơi quả là cỡ khoảng 2 tháng. Nếu nó đã ra quả rồi thì các bạn bồi dưỡng cho nó ít kali. Cho nó một ít kali để nó chất lượng quả nó cao lên. Quả nó to, nó đẹp. Mà nó bền bỉ, dẻo dai chứ không phải là sai quả nhá. Không phải là cho vào để sai quả. Phân mà lại cho vào sai quả nữa thì cái phân đấy phải 1 triệu cân. Không có đâu. Đừng cho cái phân gì vào để cho có quả. Cái đó là một sai lầm nhá. Không có cái thứ phân gì mà lại muốn ra quả mà cho nó vào để nó có quả cả. Ai nó bảo như vậy là nó lừa đấy. Cho phân vào ra quả thì cái phân này đắt lắm. Không có đâu. Có một số bạn hỏi tôi là phân gì để ra quả thì tôi nói không có. Các bạn ép nước. Ép nước phơi nắng xong rồi là theo dõi cái độ sinh trưởng của nó. Nó cứ cần mà hơi thiếu ăn một tí thì nó tức khí, nó bảo thôi thì mình sắp chết rồi, mình phải ra quả để cho thế hệ sau nó sống. Thế các bạn nhìn ở ngoài cái bãi cỏ, những cái chỗ cỏ nào cỏ tốt thì nó ra hoa ra quả đâu, những cái cỏ mà nó cằn ấy. Nắng nhiều thì bác nhìn cúi xem, các bạn nhìn cúi xem là đều có hoa có quả cả. Nó có cái phản xạ tự nhiên của nó là gì? Cần sắp chết, tao phải ra quả. Nhanh chóng ra quả để có lấy lứa sau để nó nối nhập tao. Cho nên là cái chỗ mà ruộng lúa mà tốt lốp ấy nhá. Làm gì có quả? Làm gì có hạt thóc đâu? Các bạn thấy không? Tôi là người thành phố nhưng mà tôi cũng phải quan sát chứ. Nó gọi là tốt lốp. Tốt lốp thì không bao giờ có quả mà chỉ lắm lá để cho trâu nó ăn thôi, trâu nó thích thôi. Đây là cành vươn, các bạn nên nhớ cành vươn rất nguy hiểm. Này nó to, nó non, nó mỡ màng, bao nhiêu thức ăn ăn hết, phải cho nó đi nhá. Cành vươn kinh khủng lắm. Chỉ vài ba động tác thế này thôi là cây nó đã có hình có hồn rồi. Nó cần gì đâu. Đây hả? Đây thì xuống đây nhá. Rồi sẽ ra xuống hết. Tự dưng nó có một cành buông. Cái này nó ra quả đấy nhá. Thôi thì kệ nó. Các bạn nhìn thấy không? Chỉ vài ba phút thôi. Vì rằng trước đó là chúng ta đã đặt sẵn những cái cành như này, những chi như thế này, tầng tán như thế này rồi. Nó tùm lên thì chúng ta chỉ cắt theo kiểu như là rậm thì phải cắt tóc thôi. Tóc nó rậm lên thì ra thợ là nó cắt cho. Thì là nó hết. Không cần phải rất nhiều dây nọ dây kia. Uốn dây là một nghệ thuật. Nhưng mà uốn dây là sửa những cây quá lâu năm cầu thả mà không ai động đến nó. Nó đã phá thế hết rồi. Mỗi cây như thế này á, nó các bác nghe là đây này, đấy. Có gì đâu. Chậu này còn chưa đẹp lắm nhưng thôi cứ biết thế này đã. Cái này ra khỏi nhà của tôi cứ cỡ phải 2,5 triệu đấy nhá. Đấy nó trước vậy chứ tôi không ship đâu. Ai đến đây mua thì bán thôi. Và lần cuối cùng khoe cho các bạn biết cái cây này nó đã đẹp rồi và đã có người mang mượn đi
đi hội nghị triển lãm ở cơ quan rồi, các bạn nhìn thấy không? Lần này lần thứ hai này cho các bạn xem. Lần đầu tiên là cắt, lần thứ hai là nó ra ít lá, và lần thứ ba là cái này. Ai, sướng chưa? Từ giờ ăn Tết là rũ rĩ dù gì ra một cái tác phẩm như thế này. Các nghệ nhân cũng không đạt được nhiều đâu nhá. Không đạt được nhiều đâu, bởi vì nó còn phải hợp đá, hợp cây, hợp cái thời gian, điều kiện, hoàn cảnh, tự dưng nó sẽ ra như này. Chứ vừa cho tôi có cây nào giống như này đâu, nó phải khác đi. Đá khác, cây khác, không bao giờ giống được nhau. Nhưng mà nếu như cái mong muốn có khoảng 5-7 cây na ná như thế này nữa là không bao giờ được. Không bao giờ được. Ở đây bây giờ tôi thông báo à, thì tôi chỉ dẫn cho các bạn thu nhỏ lá lần cuối cùng. Cây này là các bạn biết rồi. Đó, đây. Dù có mưa nhưng mà lá nó vẫn bé. Bao giờ tôi cũng cấu cái này đi nhá các bạn nhé này. Cấu cái này đi này. Đấy, cấu đi. Này. Cấu hết. Đây nhá, tôi đã cấu hết rồi nhá. Thế thì trong khoảng tuần sau nó ra như thế này. Nó ra như thế này các bạn, cấu đây đi. Này. Cấu đây đi. Cái này đấy nhá. Này này, các bạn cấu. Đấy. Thì nó lại ra. Nó ra cái này 3-4 lá các bạn lại cấu cái đầu đinh này đi. Cứ như vậy thì lá không bao giờ nó to được. Đây nhá. Này, tôi để tôi cho các bạn thấy đang tôi cấu lâu rồi đây này, nó ra này. Các bạn cấu này. Đấy, lá nhỏ chưa? Thế khi 2 3 4 lá thì các bạn lại cấu cái đầu đinh này đi thôi. Đây ví dụ này, 1 2 3 lá này, tôi cấu này. Thì lá sau không to được. Đây. Cấu đi. Này, cấu đi. Mưa tầm tã như vậy mà cây của tôi nó có to đâu. Đấy. Lá của tôi nó không to. Đấy. Đấy. Nhiều bạn bảo làm sao cháu làm nó bị ngược lại. Không phải đâu. Các bạn cho nó ăn no quá. Các bạn quý nó quá thì nó cũng khổ. Đây nhé. Này. Thì cấu những cái nõn đi. Thì cấu cái nõn này đi. Thì đấy mà tuần sau đấy nó ra cái kiểu như thế này. Này. Cấu tiếp. Đây nó có to đâu mà vẫn cứ phải bị cấu. Này. Móng tay này. Nó không to được bằng móng tay mà vẫn cấu. Cây lúc nào cũng chút chít rụt rịt cũng đẹp. Cây lúc nào cũng chút chít rụt rịt cho nên là người ta thích nó lắm thì là mình bán nó lắm tiền. Bởi vì mình nó làm đúng ý người ta. Cây sung bé thì lá bé, cây to lá to thì nó mới cân đối. Chứ cây bé như này mà lá cứ bằng để ăn nem gói cả nửa cân nem, một lạng nem vào cái lá sung nhé các bạn nhé. Cần thấy chưa? Đấy. Những cái thứ này các bạn cắt nó đi. Các bạn cắt nó đi. Để các bạn để lại cái cuống để cho nó ra quả thôi. Đấy. Cuống đi nhá. Đây là để nó ra quả thôi nhá. Không được gì phải để cái chỗ này nó dầm ra, nó che mắt mình đi ra. Chỗ ấy nó không được phép nó ra. Chỗ ấy không được phép ra. Các bạn nên nhớ vậy. Đấy, tất cả xong rồi. Đấy, một cây sung cần gì đâu. Cần gì ghê gớm lắm đâu. Khi nó đang hỏng thì chẳng ai hỏi đến mua. Nhưng cái này khi hôm qua lại một đoàn người đến cũng đã hỏi mua cái này rồi. Nhưng mà giả chưa được thì tôi không bán. Tôi chẳng ship đi đâu cả. Các bạn thông cảm. Chơi với nhau, giao lưu với nhau. Là lan tỏa cách chơi như này cho mọi người cùng chơi, cùng vui, cùng phát triển, cùng hạnh phúc. Còn mua bán tôi đã nói rồi là thứ yếu. Mà chỉ có tôi mới làm cái điều như vậy thôi chứ người ta toàn muốn bán. Người ta muốn bán ship đi đầu nước cuối nước người ta cũng ship nhưng mà tôi không làm. Khổ vất vả lắm mà cũng quá đâu. Thôi vui chơi là chính mà, vui chơi có thưởng. Tôi thì được các bạn biết hết. Tôi lại lan tỏa được cho các bạn những cái cách chơi của tôi mà bao nhiêu năm nay là tôi ấp ủ. Các bạn chơi được là tôi hạnh phúc. Còn mua bán là phụ. Khổ, tiền không hết, tiêu không hết cơ. Biết làm sao được. Buổi livestream đến đây là hết. Các bạn nào chưa like, các bạn like. Mà các bạn nào chưa đăng ký thì các bạn đăng ký để các bạn có được những clip tiếp theo bổ ích hơn và đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn hết đau mắt đỏ.